Em Hương xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Minh Chánh. Sau đây em Hương sẽ review cho quý anh chị mình một căn nhà giá siêu rẻ, chỉ có là 440 triệu. Đây là giá tổng hoàn toàn 100% pháp lý rõ ràng cho quý anh chị mình luôn ha. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng luôn và được tọa lạc là quay sau lưng của khu công nghiệp Cầu Tràm anh chị, đối diện của chợ Trung Thành, ở một ngôi nhà giá rẻ, đường xá rộng rãi thông thoáng. Trong đây thì có 20 căn và bên đơn vị Hương cũng đã bán full rồi, chỉ còn có 2 căn, 2 sự lựa chọn để gửi đến cho quý anh chị mình thôi nha. Một bên là hướng Đông và một bên là hướng Tây, quá tuyệt vời cho quý anh chị. Hãy nhanh tay liên hệ cho em Hương Ú để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế. Có 2 căn thôi nên quý anh chị ơi, hãy dành ít thời gian cho em Hương Ú để mình có thể về đây trải nghiệm luôn anh chị. Một căn dãy bên đây và một căn dãy bên đây ha. Bây giờ mình cùng em Hương tiến ra ở phía ngoài để mình xem đường xá như thế nào. Nếu mà quý anh chị mình thấy mẫu nhà này hợp với mình thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Hương để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế coi như thế nào anh chị. Nếu như mà gia đình mình có muốn đi xem mẫu nhà này thì em Hương hẹn quý anh chị mình là ngay khu công nghiệp Cầu Tràm. Mình đi đến cái vị trí đó thì liên hệ Hương sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Ở giá thì tuyệt vời lắm anh chị, 440 triệu hiếm hoi lắm, mới còn sót lại 2 căn cho gia đình mình ha. Đây quý anh chị mình có thể quan sát một dãy nhà đường rộng thông thoáng luôn, hai dãy nhà cho quý anh chị mình. Đó, đường thông luôn, đó, tuyệt vời anh chị ha. Thấy mẫu nhà này mà hợp thì hãy liên hệ trực tiếp cho Hương. Quý anh chị mình tài chính thấp, nhu cầu mình công nhân, mình muốn tìm một ngôi nhà để an cư và lập nghiệp, đỡ tốn tiền nhà trọ, thì Hương Ú thấy cái ngôi nhà này quý anh chị mình đừng bỏ qua, tiếc lắm luôn. Vì tiện ích xung quanh của nó thì vô cùng là đầy đủ, như là trường học, bệnh viện, ngân hàng nè, rồi chợ nè, công ty, xí nghiệp vân vân, đầy đủ hết cho quý anh chị. Và trong đây thì cũng đã ở full rồi, hàng xóm thì cũng rất là thân thiện, dễ mến, dễ gần anh chị. Đường bước vào bên trong ngôi nhà mình thì rộng tầm khoảng là 4m ha. Cho quý anh chị mình về di chuyển xe, đồ đạc vào bên trong ngôi nhà thì cũng rất là quá chỉnh chu. Nhà mình á thì ngang của nó là 3m2 và dài vào á là 7m rưỡi anh chị. Bên trong thì bên Hương cũng đã set up nội thất cơ bản cho quý anh chị mình rồi. Nội thất này chỉ là trang trí thôi chứ là không có tặng cho quý anh chị mình ha. Bên Hương là chỉ là mẫu thôi. Nếu như mà mình có ưng ý á thì mình liên hệ trực tiếp cho Hương. Cái nội thất này thì Hương sẽ báo lại với bên chủ, sẽ để là cho quý anh chị mình một cái giá tốt nhất luôn. Còn bán nhà trống thì giá của nó là 440 anh chị nha. Bên trong thì trang trí nè, nửa về thì mình cũng thể trang trí giống như vậy, làm cho mình thêm một cái gác lửng nữa nè. Màn thì tặng lại hết anh chị ha, chỉ có là các nội thất cơ bản đây thì không có tặng thôi đó. Nhưng mà cái kệ này thì tặng nè, cái kệ với cái tủ này thì tặng lại cho quý anh chị mình. Ngôi nhà mình mà gia đình mình có thành viên tầm khoảng là từ 2 đến 4 người, một gia đình nhỏ về sinh sống rất là thuận tiện luôn, làm cho mình một lớp cửa bảo vệ nữa nè, bằng sắt sơn tĩnh điện bốn cánh, vô cùng là dị dạng và trắng trắng, cho mình cái cửa sổ luôn, mát mẻ vô cùng. Đây là cái căn nhà mẫu Hương sẽ lấy và review. Nếu như mà mình thích cái kiểu thiết kế của anh chủ này thì mình có thể là nói anh để lại cái giá tốt cho mình hết nội thất này luôn vẫn được. Còn nếu như mà gia đình mình đã có rồi thì mình sẽ bán nhà trống với một cái mức giá này là còn thương lượng nhẹ bớt lọc cho quý anh chị mình nữa ha. Đó, không gian đây thì sẽ là cái không gian bếp nè. Tường gạch thì bên Hương cũng ốp lát rồi, từ cái không gian phòng khách và mình nó dài ra tới không sau luôn. Ở đây thì bếp nè, bếp rộng rãi luôn, tha hồ cho mình nấu nướng nè. Có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá cao cương, dày dặn, bồn inox 304, chống reset. Khu vực không gian nhà vệ sinh thì nằm ở đây anh chị ha, cũng đầy đủ công năng rồi. Tuy là nhà giá rẻ nhưng mà công năng thì đầy đủ hết cho gia đình mình luôn, không thiếu bất cứ thứ gì nữa cả anh chị. Có một cái tủ nữa nè cho mình đựng đồ ở đây. Tủ này thì bên đơn vị Hương sẽ để lại cho mình ha. Ở đây thì mình đựng vẫn vật dụng không cần thiết vào bên đây, hoặc là mình có thể được xếp quần xếp áo mình đựng vào bên đây nữa cho nó được gọn gàng ngôi nhà mình thêm. Và cầu thang bước lên ngôi nhà mình sẽ cho mình là bằng gỗ luôn nè anh chị, lót kính luôn, rất là sang anh chị ha. Bây giờ thì mình di chuyển cùng em Hương Ú tiến lên khu vực không gian trên nha. Quý anh chị thân mến, Hương Ú đã có mặt trên cái gác lửng của mình rồi. Gác lửng thì nè cũng làm cho mình một cái màn cửa nữa nè.
Đó, công năng đầy đủ hết luôn. Quý anh chị mình thấy ha, trên đây thiết kế đi các vàng trên đây nè, mình đi chất viền chỉ viền nè, nhìn rất là đẹp và sang luôn anh chị. Hệ thống điện nước ở đây thì cũng đã vào chính thức rồi. Có cửa sổ cho quý anh chị mình mát mẻ vô cùng, hứng một cái luồng gió rất là tốt ha. Giờ thì mình di chuyển cùng em tiến về khu vực nhà dưới, Hương sẽ một lần nữa trao đổi lại thông tin cho quý anh chị mình nè. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình rồi. Vì thời gian nó cũng rất là có hạn nên Hương quay hơi bị thiếu sót. Thì quý anh chị ơi thông cảm bỏ qua cho em Hương Ú nha. Và góp một cái ý kiến bình luận chân thành, em Hương rất là cảm ơn. Và nhà mình á thì là nhà đồng sở hữu anh chị ha. Ở buôn bán ghi bằng, bán hết dãy thì sẽ ký ủy quyền lại toàn bộ cho quý anh chị mình luôn. Quá tuyệt vời cho một ngôi nhà giá rẻ chỉ có là 40 triệu thôi, đây là giá tổng và giá thật 100%, sẽ không phát sinh thêm một đồng cho gia đình mình luôn. Và vị trí chính xác của mình là nằm ngay gần khu nghiệp Cầu Tràm, nằm ngoài sau lưng của khu nghiệp Cầu Tràm. Thì quý anh chị có muốn đi xem mẫu nhà thì em Hương Ú hẹn quý anh chị mình là ngay khu công nghiệp Cầu Tràm, mình đi đến đó liên hệ cho Hương. Thì từ ngoài đó mà vào bên trong ngôi nhà mình thì đâu đó tầm khoảng 500 mét thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng cho quý anh chị mình luôn. Về đây mà mình có di chuyển đồ đạc thì nó cũng rất là thuận tiện nữa. Nằm trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc và đường thông thoải mái luôn anh chị nhé. Lâu lâu mới còn sót lại một ngôi nhà giá rẻ để phục vụ đến cho quý anh chị mình. Nếu như mà gia đình mình tài chính thấp, làm công nhân, mình vẫn sở hữu được cái mẫu nhà này anh chị. Như nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay cho quý anh chị mình khảo sát rồi. Cũng đẹp và sang anh chị ha, dễ thương đó nè. Bây giờ tài chính của quý anh chị mình hơi bị thấp, eo hẹp thì mình có thể mua một ngôi nhà nhỏ để mình có một cái nhà để che nắng che mưa cho mình đi làm, mỗi khi mình mệt mỏi về có một cái nơi để cho mình dựa lưng. Và một làm một thời gian sau này mình dư rồi, mình cũng có thể là bán đi một ngôi nhà nhỏ này và tìm một ngôi nhà to hơn vẫn được nữa anh chị ha. Còn hơn là mình phải ở nhà trọ, ở nhà trọ quay lại thôi là tới tháng rồi, tới tháng mình cũng đóng mất 5-6 triệu rồi, cũng rất là nặng tiền và nhất là đau đầu nữa anh chị. Nên mình hãy dơm được mua được ngôi nhà là quá tuyệt vời anh chị ha. Và giờ thì em Hương Ú cũng xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị ơi mau tìm được căn nhà ưng ý nha.